Em rất vui chào đón chị đến với chương trình Kết nối yêu thương hôm nay ha. À, chị xin chào Quyên Quỳnh. Chị có thể chào cộng đồng rồi chị giới thiệu cho mình ha. Mình tự giới thiệu là mình là Trương Thị Cẩm Hồng. Hôm nay mình đến với kênh Cuộc Sống Mỹ của Quyên Quỳnh và xin gửi lời chào cái cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước. Chào Quyên Quỳnh. Dạ. Giờ chị hiện tại đang ở đâu chị? Chị đang ở thành phố Hồng Ngự, thuộc về tỉnh Đồng Tháp em. Dạ, rồi hiện tại là chị đang làm công việc gì? Chị thì chị sinh 1968, do đó là chị là giáo viên về hưu rồi. Và trong những năm về hưu thì chị cũng có cộng tác viên với công ty bảo hiểm Nhân Thọ Prudential ở Nguyên Quỳnh để chị làm thêm, kiếm thêm thu nhập. Dạ. Rồi ở bên Việt Nam về hưu cũng khá sớm hả chị ha? Bên Việt Nam thì nữ là 55 là phải về rồi. Rồi tùy, ví dụ như mình muốn về sớm thì mình phải xin phép, mình xin nó rập vào những cái diện mà người ta có thể, người ta cho mình về sớm, về hưu sớm cũng được, còn không thôi thì đúng 55 mình về. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình chị như thế nào chị? Thì chị cũng tâm sự với Quyên Quỳnh là tình trạng hôn nhân thì chị hiện giờ là chị đang độc thân. Chị ly dị ông xã chị là 16 năm ở Quyên Quỳnh. Lâu vậy đó. 16 năm. Dạ, 16 năm. Rồi chị có con cái gì không? Chị có hai cháu, một trai và một gái. Hiện giờ thì hai cháu nó cũng đã có gia đình hết rồi. Nó ra riêng hết. Không có đứa nào ở chung với chị hết đó Quyên Quỳnh. Rồi. Dạ, một mình. Ông mình thôi hả? Ông mình lâu chưa? Thật sự là chị ở là khi mà thôi ông xã ra thì lúc đó là chị mới có 41 tuổi thôi. Chị thôi ra thì cũng có nhiều nhiều người muốn ngỏ lời với mình, nhưng mà lúc đó là con chị còn nhỏ, chị chưa có dựng vợ gả chồng cho đứa nào hết. Thành ra là chị từ chối để tập trung chị lo làm, để chị nuôi dạy con chị. Lúc đó là chị không bao giờ chị nghĩ là chị đi bước nữa, tại vì mình thương con. Và tới thời gian gần đây thì con nó cũng tách ra riêng hết rồi, gia đình nhỏ của nó là hai bên, hai đứa nó đều có hết. Cái cảm giác thì mình thưa tuổi một mình đó Quyên Quỳnh, cái cảm giác như nó tuổi tuổi và nó cô đơn. Thì lúc này chị mới nghĩ rằng là cho dù thì mình có yêu thương con mình cỡ nào đi chăng nữa, hay là mình gần gũi con mình cỡ nào, thì tới cái lúc mà khi mà con nó có gia đình riêng thì nó không thể nào mà chăm sóc mình hay là trò chuyện tâm sự với mình những cái lúc đêm khuya như vậy được. Do đó là chị cũng qua lời giới thiệu của một chị bạn, chị đến tìm đến cái kênh của Quyên Quỳnh để chi tìm những cái mảnh ghép có thể là phần đời còn lại của chị để tâm sự, có phải là chăm sóc nhau những lúc khi tuổi về già đó Quyên Quỳnh. Dạ, rồi chị độc thân tới nay bao nhiêu năm rồi chị? Là 16 năm. 16 năm. Ly dị là chị ở vậy tới bây giờ luôn, đang nuôi con. Trong thời gian đó là chắc cũng có nhiều người theo đuổi chị hả? Có, nhưng mà chị đều từ chối đó. Tại vì thứ nhất là lúc đó con nó không chịu. Con nó không chịu cho chị đi bước nữa. Người ta đến nhà người ta hỏi luôn á, thì nó đã trả lời thẳng luôn rồi. Chị chưa kịp trả lời thì nó đã trả lời rồi. Nó nói không, con không chịu. Nhưng mà bây giờ thì con là nó đồng ý. Nó nói thôi giờ mẹ tìm một người bạn để cho mẹ bớt buồn, bớt cô đơn vậy đó. Giờ con nó mới đồng ý đó Quyên Quỳnh. Giờ con chị nhiêu tuổi rồi? Con trai chị thì nó là 36, còn con gái thì nó là 33. Cũng lớn hết rồi ha. Lớn rồi, thanh xuân của mẹ cũng là qua đi rất là nhiều rồi. Sau khi chị bạn của chị giới thiệu kênh của em cho chị đó, là chị có coi được nhiều video không? Chị xem rất nhiều đó Quyên Quỳnh. Chị xem cái kênh của em đã lâu rồi. Thật lúc buồn buồn ở nhà thì chị có xem.
là 2 năm trước là chị đã xem rồi, mà do con chị nó chưa có động viên chị, chứ còn chị cũng hơi nhát. À, đó tới giờ thì mình từ chối người ta nhiều quá rồi, bây giờ lại mình đi tìm thì chị cũng cảm giác như là mình cũng hơi ngại. À, do đó chị cứ 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 lưỡng lự hoài. À, sau lần này thì có người chị động viên, chị nói mình phải tự tìm thôi, hạnh phúc mình phải tự tìm thôi, chứ không có thể nào mà mình ở yên đây mình chờ để cho hạnh phúc nó tìm đến mình được. Nếu mà mình không có lên chương trình đó thì ít có người biết mình, cho nên cơ hội giao tiếp với mình cũng là ít hạn hẹp, phải không chị? Dạ đúng rồi, qua kênh này thì chị cũng muốn là tìm bạn. À, nếu như không có duyên đó với nhau thì cũng có rảnh rỗi thời gian thì cũng thể tâm sự, trao đổi với nhau, cũng đó là cũng nằm niềm vui đó Quyên Quỳnh. Khi chương trình mở ra cái kênh này thì cũng hy vọng là những anh chị độc thân á, bất cứ ai lên kênh á, thì chương trình cũng mong là các anh chị sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình hết. Đó là mục tiêu của chương trình. Đó cũng là giống như là một cái niềm khích lệ cũng rất là lớn đối với chương trình. Tuy nhiên á, là mỗi người lên á, thì phải tùy duyên nữa. Có một người lên á, thì có rất là nhiều người xin số điện thoại. Nếu mà các anh ở bên đây hoặc là các anh liên lạc với các chị á, thì nó dễ hơn cho các chị rất là nhiều. Tại vì thời gian ở bên Mỹ này, em đã nói rất là nhiều trong các video, thời gian ở bên Mỹ với ở Việt Nam khác nhau hoàn toàn. Tối ở Việt Nam là sáng ở bên Mỹ, mà mỗi tiểu bang ở bên Mỹ có 50 tiểu bang. Mỗi tiểu bang là giờ giấc nó không có giống nhau nữa. Bây giờ như bên em là khoảng 8 giờ, bên Cali mới 6 giờ. Hồi nãy có một cô xin số điện thoại của em á, là bên Cali mới có 5 giờ sáng. Gọi điện thoại nhắn tin qua, gọi rồi xong rồi hỏi tại sao người ta không trả lời cho mình. Nói bây giờ á, chương trình đã nói rồi, khi mà gửi tin nhắn cho người ta thì phải kiên nhẫn. Bây giờ em nghĩ mới 5 giờ sáng, ai mà bắt điện thoại của em, rồi ai mà trả lời cho em 5 giờ sáng. Rồi thêm cái nữa là khi nào ở bên Mỹ này, giống như các chị ở Việt Nam nhiều khi không có rành về cuộc sống bên Mỹ lắm, thì lịch sự ở bên Mỹ á, là phải sau 9 giờ sáng á, người ta mới gọi điện thoại cho nhau. Và nếu mà sau 9 giờ sáng là ở bên Việt Nam là tối rồi, cho nên nó cũng khá là khó cho các chị ở Việt Nam. Em hiểu điều đó, chương trình cũng hiểu điều đó, cho nên luôn dặn các chị là gửi tin nhắn trước rồi phải kiên nhẫn. Tại vì khi người ta liên lạc với mình thì rất là dễ rồi, còn mình liên lạc ra nước ngoài, mình đi mình muốn tìm thì nó hơi khó hơn cho mình. Cho nên là các chị khi tham gia chương trình phải kiên nhẫn. Các chị thấy là chương trình đưa lên những người đến với nhau được, họ đám cưới không phải họ vừa làm video, họ vừa đăng ký xong là họ có kết quả liền. Có những chị từ các số mà mới có mấy trăm mà tới nay là mấy ngàn rồi họ mới tìm được nhau. Cho nên á, em hy vọng là các chị các anh khi đăng ký chương trình bên em á, thì phải kiên nhẫn một chút. Tại vì mình cứ suy nghĩ mình không tìm được người phù hợp đã rất là lâu rồi. Lên chương trình cũng không phải là thần thánh gì, chỉ là cái chương trình kết nối tạo cho mình thêm cơ hội thôi. Không phải là chương trình thần thánh gì. Chương trình bên em không có thể là bắt một người chấp nhận một người kia được, không có làm được chuyện đó. Và khi mà một người tham gia chương trình đó, anh nào ảnh thích cô nào, ảnh sẽ tự động gọi điện thoại liên lạc với người đó. Chương trình của em cũng không thể bắt buộc một người, một anh mà ảnh có thể gọi điện thoại cho ảnh một người mà ảnh không thích được. Cho nên nhiều chị kêu chương trình kêu anh đó gọi điện thoại cho em, thì sorry, chương trình không làm được chuyện đó. Họ phải tự họ thích thì họ mới liên lạc được. Hôm nay qua video của chị, em cũng muốn nhấn mạnh để cho các chị lên video, có coi video của chị thì cũng phải rút kinh nghiệm cho mình. Bất cứ cái tham gia chương trình nào cũng vậy, cần phải kiên nhẫn, đúng không ạ? Dạ, chị hiểu. Rồi chị có thể cho em biết là ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm của chị thì được một cái là chị rất là nhanh nhẹn, hòa đồng và biết chia sẻ. Tại vì chị làm bên ngành bảo hiểm á em, thì khách hàng của chị cũng rất là đông.
và những bạn mà đi làm chung trong trong team của chị á, dưới 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 chị thì cũng rất là nhiều. Thì qua qua cái mình đi làm như vậy á, thì chị học hỏi được, có nghĩa là mình biết chia sẻ. Đôi lúc là khách hàng tự động gọi điện thoại tâm sự với chị luôn, và chị có thể động viên họ, an ủi họ, và đó là chị làm rất là tốt hiện giờ. Cái ưu điểm thứ hai nữa là chị rất là gọi là dễ 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 quên. Giống như là chị giận rồi, cái là chị có thể là chị bộc phát, chị la lên, hoặc là chị nói xong rồi là hình như trong lòng chị nó xóa đi, nó không còn cái gì để không phải là để thù, để hằn, để mà ghim người đó. Là chị được cái đó. Và nói chung là cái ưu điểm thì chị thấy là chị được có cái phần đó thôi. Còn về khuyết điểm của chị á, thì khuyết điểm này hình như tới giờ chị cũng chưa sửa được. Chị không biết là đây là có lẽ là cái chất của con người của mình, là chị quá thẳng tính. Chị không thể vì một cái gì đó mà bắt chị phải bẻ cong sự thật, hoặc là chị giận cái gì mà kêu chị là đừng nói là chị không được, chị phải nói, chị phải góp ý. Rồi thì lại tại vì công việc của mình, cái chất của công việc nó như vậy, là mình phải nói ra cho đồng nghiệp hay là cho khách hàng hiểu mình đi, rồi từ đó là kể như dĩ hòa vi quý, lại xúm nhau làm việc nữa. Do đó là cũng cũng mang cái tánh gọi là cũng là cái nét cũng gọi là hung hung. Chị cũng không biết là tới chừng nào chị mới sửa được thôi, là tại vì mình thật tình như vậy đó, mình thích như vậy đó. Chị thì không có mềm dẻo, chị không có nhỏ nhẹ được. Lúc mà chị giận lên là phải cho chị nói chị xả hết rồi là thôi, sai là phải cho chị nói. Thành ra đôi lúc ở trong nhà chị, con cái chị nó cũng nói, nó cũng chắc chắc có lẽ là nó giờ nó không muốn sống với chị là do chị hay hay nói, hay góp ý thẳng quá hay sao đó, nó không thích ở chung với chị nữa. Em nghĩ chị là người tiến bộ, chị là giáo viên là người tiến bộ nữa, rồi ra ngoài giao tiếp nhiều lắm, nhiều khi những cái tính nóng của mình cần phải kìm cho một chút chứ chị, nhưng mà mình kìm không được Dạ, đã kềm chưa được, thật hả? sự là tới giờ chưa sửa được. Nhưng mà đối với ví dụ như người lớn tuổi hơn, hay là cấp lãnh đạo, hay là khách hàng, thì chị nhịn hết. Nhưng mà đối với con, đối với bạn bè, đối đồng trang đối với mình á, là chị nghĩ như vậy. Chị nghĩ như vậy là nguyên mình thương mình mới góp ý, do mình thương thương quá mình mới góp ý. Thương quá mình mới giận, thương quá mình mới 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 nóng. Còn đối với cấp lãnh đạo hay là gì, hay là khách hàng, thì rõ ràng tình cảm của mình nó không 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 bằng những cái người xung quanh mình. Do đó là khi mà chị giận lên, chị thẳng tính, chị nói là chị đã thương người đó, chị có giống như là chị muốn người đó tốt Dạ. chứ không này. Nhưng mà chị có góp ý nhẹ nhàng không, hay là chị góp ý một cách nóng nảy? Nó góp ý nếu mà góp ý Nếu mà nhẹ nhỏ hơn chị á, nhỏ hơn chị á, thì là la liền. nhàng. La Tại liền sao hả? chị, ví dụ như là chị đã dặn như vậy rồi đúng không, hoặc là những khi mà khách hàng hỏi lại những bạn đó đó, thì nó trả lời giống như là người ta sẽ đánh giá luôn cả toàn team, ta nói giống như cái người không có một cái kiến thức về bảo hiểm cả. Thì chị nói là trời ơi, đã cô dạy con là lúc đầu tiên là khi khách hàng hỏi lại thì đầu tiên câu của mình là mình phải chào họ, tại sao con không chào, thì cái câu của mình nói ra cái là làm bé nó hết hồn đó. Đó là chị là như vậy chứ chị có thành ra là lính của chị nó sợ chị dữ lắm, nó sợ chị. Nói chung thì sợ, nhưng mà trong công việc, còn ngoài công việc ra thì cô cháu vẫn hòa đồng. Chuyện gia đình nó có chuyện gì thì nó cũng gọi hỏi và tìm những cái vấn đề mà soi dịu gia đình á, thì nó hay hay tâm sự với chị, gần gũi lắm. Nhưng mà khi mà công việc, chị lao vào công việc là hình như là chị chú tâm quá hay sao chị không biết nữa. Áp lực nhiều quá đó, phải không? Áp Dạ lực. đúng rồi, có phải là áp lực nhiều quá. Chị, nhưng mà đó là chị là trưởng phòng hả? Trưởng phòng kinh Đúng rồi, doanh hả? dạ chị trưởng phòng kinh doanh, Dạ. dưới chị thì cũng hơn 100 lính. Wow, Do đông đó vậy là hả? mình mong là mấy bạn đó làm tốt, để sau này mình nghỉ thì mấy bạn đó cũng thể thay thế vị trí của chị để làm. Do đó là lúc nào chị cũng kêu gọi, rồi có thể là la rầy hoặc là gì
mọi điều chỉ muốn tốt cho mấy bạn đó thôi. Tại vì áp lực công việc của mình mà trách nhiệm của mình lớn. Dạ đúng rồi. Chị rồi à, bây giờ chị muốn tìm người bạn cho mình, chị muốn người đó như thế nào? Thứ nhất là tuổi trước đi. Năm nay thì chị đã 50, 56 rồi. Thì cái người bạn của chị phải hơn 60. Tại vì tại sao chị chọn từ tuổi đó? Tại vì ngày tuổi đó thì mấy anh đó mới có thể là hiểu hiểu cái tâm ý của trạng tuổi nó gần bằng nhau, nó hiểu hiểu với nhau. Có thể là mình nói chuyện với nhau nó sẽ đồng cảm hơn. Thứ hai nữa là đừng cờ bạc. Đừng cờ bạc, đừng có uống rượu thì vẫn được, nhưng mà uống uống khi mà giao tiếp thôi, chứ không phải là ngày nào cũng uống. Tại vì chị không thích, thật sự là chị không thích. Không thích, có rượu là chị không thích. Cái thứ ba nữa là đừng ghen. Đừng ghen. Đừng Đi ghen. dữ lắm À, em cười là chị hiểu là tại sao lại em cười đúng không? Tại vì cuộc tình của chị 25 năm chung sống, anh rất là hiền, anh rất là cưng chị, rất là yêu chị, rất là chiều chị, nhưng ghen ghen vô độ vô lượng, ghen ghen bất chấp, ghen mà chị không thể nào mà chị chấp nhận được. Chị cảm giác như mình bị xúc phạm, và từ đó về sau là chị sợ là như vậy đó. Yêu cầu ghen là chị không chịu. Ví dụ như vậy, người ta nói là yêu nhau thì mà họ mới ghen đúng không? Chị đồng ý. Nhưng mà trong cái ghen đó phải tỏ ra một cái gọi là yêu thương cho cái đối phương mình biết. Mình cũng ghen được chứ, mình cũng biết ghen vậy. Nhưng mà mình ghen trong cái cách gọi là hờn, giỗi, trách móc gì đó thôi. Còn này là ghen vô độ luôn. Thậm chí em biết không, từ đây mà xuống thành phố Hồng Ngự là nhà chị có chắc 4 cây số thôi, mà không cho chị đi chợ một mình. Không cho chị đi chợ một mình. 25 năm là không cho chị chạy xe luôn, không tập xe cho chị chạy luôn. Xem ra hả? Xe Honda không cho chị chạy luôn, không tập cho chị luôn. Và tới khi mà ly dị rồi đó thì bắt đầu chị mới tự tập chị, tại vì mình có một mình mà, chị vận động, chị tự tập, chị tự chạy lắm. Ông xã trước của chị làm công việc gì? Ở đó cũng là giáo viên. Giờ là Giáo chị viên sau đó thì ảnh nghỉ, ảnh đi qua nước bạn Campuchia, ảnh làm thầu xây dựng. Ảnh làm thầu xây dựng thì chị ở nhà đây chị chăm con. chị rồi rồi sao mà nếu mà ảnh thương chị vậy rồi sao chị đòi ly dị mà ảnh chấp nhận? Thật sự là như vậy nè em, ảnh không chấp nhận đâu. Thật sự là ảnh ghen mà tới nỗi mà chị phải thể hiện bằng cái hành động cho ảnh biết là cái sự uất ức của chị á, là chị tự tử 3 lần. Vậy đó hả? Dạ, mà không chết. Và cuối cùng thì chị quyết định, ngày đó chị cũng nói chung là chị mời con chị lại. Năm đó thì con chị đó là con nhỏ nhỏ rồi đó, 18 tuổi rồi. Chị ngồi lại gia đình họp lại lần cuối cùng, chị kể hết những cái uất ức của chị, bị ghen, bị xúc phạm như thế nào đó. Và thật sự nha, nếu như cái kênh này lên á, anh có nghe thì chắc anh cũng phải nhớ thời điểm đó. Anh rất là buồn, anh nói câu này nè, anh nói với con ấy, anh nói là do ba yêu mẹ quá. Anh có nói câu đó, nhưng mà thật sự là mình không thể nào chấp nhận được. Nó giống như là mình bị quá xúc phạm, xem mình không phải là một người vợ nữa, xem mình giống như một công cụ để họ phát tiết. Thì nói vậy thì nói chung là Phương Quỳnh có lẽ là có gia đình được, Phương Quỳnh cũng cung hay đúng phần tí xíu phần đó. Thì con chị mới nghe xong thì con chị mới nói là con không ngờ là mẹ khổ như vậy, thôi bây giờ ba buông tay cho mẹ đi. Và anh nói là để anh suy nghĩ, anh suy nghĩ. Chị biết là nếu chị không làm căng thì anh cũng không không buông tay chị đâu. Chị mới nói vậy, nếu như mà tôi đã cho anh cơ hội là không biết bao nhiêu lần rồi, nếu lần này mà anh không buông tay tôi thì tôi chỉ có chết nữa thôi, tôi không thể nào sống được.
với một người chồng như vậy. Và không phải là một mình ảnh đâu, khi mà mình buồn á, mình qua mình tâm sự với bên chồng á, thì ở đây thì em biết rằng là cái người ở quê á, họ thường nói câu này nè: không có lửa sao có khói, rồi chó sao mà sủa lỗ không, rồi nó càng quất ức nữa. Tất nhiên là mình bị dồn, bị oan ức mà không một người nào mà hiểu, không một người nào mà thông cảm hay là an ủi mình, động viên mình cái gì cả, từ nhiều bốn phía. Chị, nhưng Rồi mà giống như là chị nói đó thì em cũng thắc mắc một điều là giống như câu người ta hỏi nói chị đó là nhưng mà tại sao lý do gì sao ảnh mới ghen như vậy tự nhiên vậy luôn hả? thì không phải đâu, tại vì chị là người rất ham làm, lúc nào là chị đi dạy về là chị mở cái quán cà phê nhỏ ở nhà chị bán, không bao giờ chị ở không, từ khi lấy ảnh cho tới bây giờ luôn. Nguyên Quỳnh, chị lúc nào chị rất là người ham làm, thì khi mà mình mở quán mình bán á, thì em biết ở quê mà, thì những cái anh đi buôn bán theo dọc sông này rồi nhà máy xây lúa đồ đó, thì họ sẽ đến ủng hộ mình, thì trong cái lúc đó thì mình sẽ trao đổi, mình nói chuyện. Ảnh không chịu, ảnh không cho, ảnh không cho. Rồi khi mà chị cười với người ta, ảnh cũng không chịu, ảnh cũng không cho cười. Mà chị hỏi thật Quyên Quỳnh chứ, mình là buôn bán mà, mình phải đãi vui, mình phải chào mời, yêu cầu khách hàng nam bước vào mà chị nói chờ anh uống gì, là cử chị rồi, lôi lôi chị vào trong 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 hầm mà la chị liền rồi. Nó có nhiều cái nó phi lý lắm, người ta xa lạ thôi, người ta chỉ ghé nhà, người ta hỏi đường thôi, thì là anh đã kiếm chuyện rồi, anh không nhất thiết phải nói chuyện người đó. Rồi mình nhìn người ta, anh cũng nói mình là đá lung nheo với người ta đó, ông đá lung nheo với người ta rõ ràng, ông cười với người ta rồi, nhiều cái nó quất ức. Nhưng mà nói chị thật sự, chị là một người vô tội thật sự luôn đó. Thậm chí mình đi dạy á, chỉ cho chị độc quyền là mặc áo sơ mi, sau đó thì mặc áo sơ mi hoài thì chị cũng cũng chán, thành ra là chị may thêm áo bà ba. Ở quê mà, lúc sau thời gian thì nhà trường buộc phải mặc áo dài, ngày xưa chị may một bộ áo dài chị mặc được một lần, một kêu không bao giờ cho mặc, không cho mặc là không cho mặc. Rồi chị đi dạy chị mặc áo bờ ba, trong khi người ta mặc áo dài rồi, rồi nó nhiều cái nó tự ti, không lẽ gì mình nói là chồng mình không cho. Rồi từ 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 rồi bạn bè cũng cũng nói là mình cứng đầu mặc áo dài có gì đâu, mình chị giấu giếm chị để trong lòng. Rồi từ từ chị xin nghỉ dạy, chị không dạy để cho ảnh yên tâm, tất nhiên là ảnh muốn gì chị chịu hết. Anh nói là anh không thích chị cười với người ta khi mở quán, chị cũng dẹp quán. Ảnh dạy đi dạy chị này mặc áo dài, đi họp và quá giờ về anh cũng cằn nhằn, chị cũng nghỉ dạy. Tất nhiên là chị đó chiều, chị đó coi rất là nhiều cơ hội Chịu hết nổi rồi, dạ rất chịu. Nhưng mà chị cũng ngồi chị cũng nói chuyện với ảnh, với hai con thì chị cũng nói vậy đó, ba muốn gì là mẹ cũng chịu hết. Thật sự là hai vợ chồng chưa bao giờ gây lộn lớn với nhau, tại vì đều là giáo viên hết, đều đều có trí thức hết. Thì mỗi khi mà anh không chịu cái gì á, thì vào trong trong phòng anh thỏa thể anh nói rồi chị nghe, với là chị nằm chị ngủ quên luôn. Thế mà anh nói chị là khi dễ ảnh, không nghe góp ý, mà đêm nào cũng vậy á, giống như là gõ đầu trẻ vậy đó. Rồi chị cũng nói là làm vừa vừa thôi, thì bây giờ đôi lúc chị bức xúc chị cũng nói thẳng luôn: anh đừng ghen nữa, anh đừng ghen nữa, anh nói là anh yêu thương em, anh cứ theo dõi, anh bắt tại trận, em cho anh giết em luôn, khỏi cần nói cha mẹ em, đừng nói anh chị em gì hết, cứ giết. Thì tối ngày chị ở nhà chị lay quay chị buôn bán, chị rồi chị bước lên trường chị dạy, cũng đâu có thời gian nào mà chị đi chơi đi bời vậy đâu. Còn bạn bè chị Quyên Quỳnh, chị học sư phạm ra mà, bạn bè của chị đôi lúc là cả hàng ngàn mà chị không được liên hệ với một ai hết,
không được liên hệ, không cho chị liên hệ với ai hết, không cho quan hệ. Thậm chí gia đình của chị mà một năm năm nào chị cũng về, tại vì quê chị ở Quy Nhơn ấy, chứ không phải là quê chị ở đây. Ở quê nội chị thì ở Sa Đéc, cũng ở Đồng Tháp. Thì khi lấy nhau rồi á, thì tối ngày cứ quanh quẩn dẫn không được phép về về nhà thăm nhà một một mình, đi thì đi về hai vợ chồng, còn ổng bận công việc gì là không được về, như hình với bóng vậy, nó kè 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 với nhau như vậy. Như vậy mà vẫn bị tổn thương, vẫn bị nghi ngờ, vẫn bị gọi là, chị quá bức xúc dùng cái từ gọi là anh không tự tin về bản thân anh sao? Tại vì anh ghen, anh không tự tin về anh đó. Khi em đã chọn anh rồi thì dứt khoát chừng nào mà ly dị anh á thì em mới 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 chọn người khác. Thì khi mà chị ly dị á thì anh mới nói với mấy con chị là chị đã có người khác rồi, chị mới quyết định ly dị anh. Thì lúc trong cơn nóng giận chị cũng nói chắc có lẽ là vậy thôi, tại vì còn với ông thì tôi không đến với người ta được, thì thôi bây giờ ly dị đi, thì cho tôi được tung cánh tôi đến với người ta. Nói vậy chứ mình đâu có quen ai đâu, có thời gian đi đâu, đâu có được uống một ly nước nào với ai đâu mà quen biết gì, bạn bè học chung trường mà không gặp nhau được luôn á. Dạy xong là tới giờ chị phải đúng giờ chị về, gõ gõ chuông một cái beng cho học trò ra là chị phải về liền, đi trễ đi 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 về mà hơi trễ thì phải giải trình làm gì, đi đâu, làm cái gì đó. Còn nếu hội họp gì đó là chị phải cho học sinh đó nó chạy về cho, hay là chị ở lại chị họp họp chuyên môn hay gặp gì đó. Rồi, nó rất là nhiều, nó giống như là nó gò bó chị trong một cái không gian mà có thể là chị không thể nào thở nổi. Chị mới gọi là, chị mới gọi là giọt nước tràn ly rồi, chị bước ra chị đi ra đi. Chị, nhưng mà hai vợ chồng chị không có dạy chung trường hả? Dạy khác trường hả? Dạy khác trường bởi vì nó mới có chuyện chứ phải chung trường thì nó cũng được. Là chị Khác trường mở quán là ghen quá là đóng đóng cửa luôn. tất nhiên là chị đã mở là ba quán đó. À, vậy đó hả? Tại vì ảnh ở Campuchia đó, thì thời gian mà chị sanh bé sau đó, thì ảnh mới kêu đi trển ở vậy. Thì chị ở trển, chị ở trển rồi thì chị lại mở quán ở trển đó. Tại vì thật sự là chị rất thích làm việc, chị rất 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 kiếm tiền, chị không bao giờ ở không. Thì anh đi làm bên thầu xây dựng thì chị chịu mở quán chị bán. Bán đắt ghê lắm kìa, ở Campuchia mà em biết rồi là bán đắt lắm luôn. Mà cũng ghen, biết anh không thèm đi làm luôn, anh giao cho lính đó, anh ngồi đóng cái quán đó. Anh ngồi đánh cặp, coi vô ra ai chị chào mời như thế nào. Người Trung Quốc vào ảnh cũng không cho nói chuyện, thì mình học được vài tiếng để mình hỏi họ uống cái gì thôi, chứ mà mình không biết nói chuyện gì hết. Rồi á, tiếng người Cam thì mình phải học để mình hỏi uống cái gì để mình giao tiếp, thì ảnh cũng không chịu. Rồi chị nói là tại vì mình mở quán ra là cái kinh phí rất là nhiều, Đúng sau đó rồi. thì chị cứ vốn được rồi chị nghĩ và chị nói là thôi chị không ở đây nữa, chị dắt con chị về về quê chị sống. Thì chị về chị mới cất nhà chị sống mới ở Hồng Ngự này. Còn anh làm ở trển, anh làm ở trển nhưng mà mỗi buổi tối đều báo cáo hết ngày hôm nay làm gì, đi chợ về mấy giờ, ăn gì đó. Thì chị vẫn nhắn nghe chị là chị nói chuyện với Liên Quỳnh vậy nè, hôm nay em đi làm gì, em bán được nhiêu tiền, để về tới nhà chị lại mở cà phê chị bán đồ. Là à, ngày ngày xưa rất tiếc là nó không có camera, chứ phải chi mà có camera thì có lẽ là hai chồng chị chắc cũng không đến đổi. Ảnh ảnh cứ lo lắng, ảnh sợ như thế nào đó. Mà chị đã khuyên rồi, chị nói là anh yên tâm đi, em thật sự là em không quen biết ai hết, em sẽ là một người vợ tốt, người mẹ hiền. Muốn gì ly dị anh rồi em mới muốn. Nhưng mà sau 16 năm ảnh đã bước qua thêm hai đời nữa, mà chị thì chị không không bước nổi. Có lẽ là chị cũng bị ám ảnh, chị sợ với Nguyên Quỳnh, điều đó là điều tiêu chí khi mà chị chọn người bạn sau này. Thương chị thì phải hiểu chị tí xíu. Chị, rồi nếu mà anh muốn làm quen với chị, anh ấy hút thuốc uống rượu, chị nghĩ như thế nào? Cái nào nó cũng có cái mức vừa phải, mình không thể nào mình gọi là lớn tuổi rồi mà em, họ phải có những cái tật vặt
mà nếu như mà nó nhiều quá thì mình cứ về khuyên khuyên anh đó là hạn chế lại, thì nó cũng rất là ảnh hưởng tới sức khỏe á, chị biết. Còn nếu như mà giao tiếp hoặc là một ngày một điếu thuốc thì chị nghĩ cũng không là gì, chị chấp nhận không sao. Chiều cao của chị là bao nhiêu chị? Chị cao 1m57, chị nặng 57 kg. Bây giờ những lúc rảnh rỗi chị thích làm việc gì để giải trí cho mình? Trong lúc rảnh rỗi á thì chị nghe nhạc, và hiện giờ thì chị đang chuyển qua là chị đọc sách. Chị đặt những cái cuốn sách rồi về chị đọc, tại vì bắt đầu cái tuổi của mình là nó cũng hơi mất ngủ rồi, bây giờ chị phải nghe nhạc, nghe nhạc thiền để chị tĩnh tâm chị ngủ được. Thế và nếu mà ban ngày mà rảnh rỗi quá thì chị hay đi chùa, tại vì bên chị là đạo Phật, chị hay đi chùa, chị đi chùa chị làm công quả rồi chị về. Chị thích một anh làm quen với chị á, trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Chị sao cũng được, tại vì cái tánh của chị á, chị hòa nhập rất là hay. Nếu anh này ít nói thì chị sẽ cũng ít nói theo, nhưng anh lanh là chị lanh được, là tại chị rất là hòa nhập. Anh thông minh thì chị vẫn thông minh theo được luôn, chị là một người rất là nhạy bén, thành ra là chị được. Nhưng mà đừng, chị không thích người người đàn ông gọi là, ta dùng cái từ sao ta, nói khoác, khoa trương quá chị không thích. Khoe khoang quá chị không thích. Chị không cần, chị không không cần một người đàn ông là thật là giàu có đó, chị là không có. Tuổi này là mình không phải là mình cần giàu để làm gì, cần để nương tựa với nhau. Nếu như đến với nhau được thì chị cũng phải kiếm một công việc gì chị làm, chứ chị không ở không. Chị nói thật, nếu anh nào đồng ý gặp chị phải cho chị đi làm, điều đó là chị ưu tiên cho chị đầu tiên. Chị không thể nào chị ở, nhưng chị đi làm nhưng chị vẫn phục vụ anh đàng hoàng nha, cũng phải chăm sóc anh, phải cơm nước đàng hoàng, chứ không phải là bỏ bê người ta. Nhưng phải cho chị có một công việc chị làm, chứ chị không ở không nổi, thật sự là như vậy. Năng động hoạt bát quen rồi, ở không buồn lắm, không chịu nổi đâu. Dạ đúng rồi. Chị rồi nếu có người yêu, chị có thích người yêu của chị có tính lãng mạn không? Chị rất thích, chị rất thích. Tại vì chị là sống trong môi trường giáo viên mà, thì những cái ngày lễ ngày đầu thì bạn chị nó cũng hay chúc chị rồi hoa, thậm chí bây giờ cũng vậy nè, chị không có bạn trai mà bạn nữ. Những ngày mà như ngày phụ nữ Việt Nam là ngày hạnh phúc gia đình rồi đó, thì gia đình của họ, chồng của họ tặng, thì con chị lại tặng cho chị. Con chị nó tặng cho chị hoa chúc mẹ này, rồi sinh nhật của chị thì nó cũng gửi với bánh, chị rất là thích. Thì cảm giác đó là một cái tình cảm, nó vừa lãng mạn mà hình như là cái đó là như là người ta quan tâm, đúng không em? Nếu mà bỏ qua cái câu đó, cái cảm giác giống như nó hơi khô khan tí. Gia đình của chị có được mấy anh chị em chị? Sao em? Gia đình của chị có được mấy anh chị em? Gia đình của chị á thì rất là đông. Quê chị ở Quy Nhơn, chị sinh ra và lớn lên ở ngoài đó, nhưng mà mới có 4 tuổi thì chị đã vào Nam rồi. Vào Nam là chị đi theo cái diện gọi là ba chị đó. Ba chị ngày xưa thì ổng đi lính năm 1972 á, thì tại ở ngoài Bắc á, là bắt đầu giải phóng trước, thì ba là Nguyễn Quyền, là ba sợ, rồi ba mới dắt chị vào nội. Nội là quê ở Đồng Tháp, là năm 72 là ba đã dắt chị vào đây rồi. 4 tuổi là chị đã vào Nam và tách biệt cái anh chị em hết. Sau này khi chị lớn lên rồi thì ba mới dắt ngược về đó để mà nhận lại mẹ và mấy anh chị. Thì gia đình của chị hiện giờ là còn 6 người, 6 anh chị em hiện sống đang đang sinh sống ở thành phố Quy Nhơn. Cha mẹ của chị còn không? Dạ mất hết rồi em, ba mẹ mất hết rồi. Hồi đó giờ chị có bao giờ đi du lịch ra nước ngoài chưa? Chị đi được Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Singapore. Đi cũng nhiều vậy hả? Tại vì chị đi theo cái diện gọi là chị có một cái group bạn, nó săn cái giá gì gọi là giá sale gì đó, thì mỗi lần mà giá sale cái nó rủ thì chị đi, thì đi được mấy nước đó. Còn Campuchia thì nó ở gần đây, ở gần bên chị thôi,
chị cũng đi đâu đó cũng 10 lần qua Campuchia. Bạn bè muốn nói là hôm nay tụi mình rảnh đi Cam chơi, thì tụi chị lại xách xe chạy lên tới ranh giới biên giới, cái mình gửi xe, cái mình bước qua, mình trình giấy tờ, cái mình bước qua, cái mình đi xe lên lên Cam mình chơi, à lên thành phố Phnom Penh mình chơi luôn, chơi rồi ngủ trển một đêm rồi mình về về tới cửa khẩu, cái mình lấy xe mình chạy về nhà. Thành ra là chị là chuyên chuyên rủ dắt mấy bạn đi, và tại vì tiếng Cam chị cũng hơi biết biết. Chị có dự định là khi nào mà xin hòa visa đi Mỹ thử không? Chị tại đợt rồi á, có bạn trong trong mấy bạn rước mấy bạn đi á, bạn nói một vé đợt rồi là 90 triệu rủ chị đi, cái chị nói thôi 90 triệu nhiều quá, thành ra là chị không có đi. Nhưng mà thấy bạn chị thì cũng đã làm visa đi du lịch thì cũng cũng dễ đó, Được không biết ha. thì chị thấy là mấy bạn cũng vẫn làm được, không biết chị được hay không, có duyên hay không đó em chưa Dạ đúng biết rồi. nữa. À, bạn của chị độc thân hay là có gia đình? Mấy chị bạn của chị là có gia đình hết, có mình chơi nhóm bạn là mình anh chị độc thân thôi, thành ra là mấy 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 bạn đó rất rất là mong là mình vui, mình hay rủ chị đi. Lịch Mỹ mà chị chưa có gia đình cũng hơi khó, nhưng mà nhiều khi công việc của chị lương cao ổn định thì chắc sẽ được. Chị, em rất là vui nói chuyện với chị hôm nay nha. Em hy vọng là chị sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình trên kênh của em ha. À, chị cũng mong nếu như có duyên thì chị cũng mong là được một người bạn để mà tâm sự mỗi giống như hàng ngày em, cho nó đỡ buồn. Cảm giác lúc này chị cảm giác giống là rất là cô đơn, một căn nhà mình thui thủi một mình, vô ra thì cũng có một mình hết, thành ra là mình cũng rất cần bạn. Hãy làm bạn thử với chị. Còn có duyên thì mình tính nữa, còn không thì vẫn mà mức độ bạn cũng được, cũng không có sao. Chị chào khán giả giùm em ha. Rồi, Hồng xin chào cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước, và xin chúc một ngày làm việc của các bạn một ngày thật sự là vui vẻ và hạnh phúc. Chị chào Nguyên Quỳnh và chúc Nguyên Quỳnh mãi xinh đẹp và hạnh phúc em nha. Cảm ơn chị ha. Em không hy vọng là sau video này chị sẽ tìm được hạnh phúc của chị nha. Ba chị, good night chị ha. Cảm ơn em. Thank you.